Chiều ngày 1 tháng 10, đồng chí Hà Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã trao quyết định số 1889 QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Thu Trà, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã, giữ chức vụ trưởng phòng giáo dục và đào tạo kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, thay nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Lê Thu Trà sinh năm 1975, thạc sĩ ngữ văn, tháng 3 năm 2011, đồng chí Lê Thu Trà được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo khi đang là Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đông Triều.